và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Trung Dũng hôn Cát Tường gây tranh cãi tình Bolero. Trong tập mới nhất của tình Bolero 2020, Trung Dũng dành nụ hôn cho Cát Tường ở phần song ca, màn khóa môi của bộ đôi gây tranh cãi từ phía khán giả. Trong tập 11 của tình Bolero 2020 lên sóng hôm 29 tháng 5, cặp đôi Trung Dũng Cát Tường có phần song ca bài hát Bài tình ca cho em. Cả hai có phần thể hiện nhận được sự cổ vũ từ phía ban giám khảo và khán giả. Đáng chú ý, ở cuối tiết mục, nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ ôm và dành nụ hôn cho Cát Tường. Sau vài giây bất ngờ, nữ MC cũng đáp trả nhiệt tình. Cả hai có màn khóa môi trước sự chứng kiến của các giám khảo và người xem. Dưới phần bình luận, khán giả tranh cãi về nụ hôn của bộ đôi. Nhiều khán giả khen Cát Tường Trung Dũng hát quá nhập tâm. Một bộ phận người hâm mộ lại cho rằng nụ hôn của Trung Dũng và Cát Tường có phần không cần thiết đặt trong bối cảnh của một tiết mục song ca. Trung Dũng và Cát Tường thể hiện ca khúc Bài tình ca cho em trên sân khấu tình Bolero. Thấy hai anh chị hôn nhau như đang yêu nhau thật, có cần thiết phải diễn như vậy không? Để thể hiện bài hát chỉ cần nắm tay hay ôm bình thường là được rồi. Nhìn cảnh hôn đắm đuối thấy hơi ghê, nhất là khi đang diễn trên sân khấu trước đông người chứng kiến, là những bình luận từ phía khán giả. Trao đổi với báo, diễn viên Trung Dũng cho biết nụ hôn của anh dành cho Cát Tường hoàn toàn bất ngờ và không có trong kịch bản. Trong tiết mục, cả hai chúng tôi đang thể hiện một bản tình ca kể về cặp tình nhân, nhưng không đến được với nhau vì hiểu lầm của gần 20 năm trước. Ở phần cuối bài hát, khi cảm xúc dâng trào, tôi dành cho Cát Tường nụ hôn bất ngờ. Tôi nghĩ chỉ có nụ hôn mới lột tả hết sự ngọt ngào da diết của bài hát, cũng là cách để níu giữ người yêu. Nếu chỉ nắm tay hay ôm bình thường thì không tạo ra sự cao trào, anh cho biết. Trung Dũng bất ngờ ôm hôn Cát Tường trên sân khấu. Nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ khẳng định nụ hôn anh dành cho Cát Tường không có gì phản cảm. Hồi trẻ tôi có dành tình cảm cho Cát Tường, nhưng cả hai không đến được với nhau. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai cảm thấy không hợp nên không thể tiếp tục mối quan hệ một cách xa hơn. Thú thật là khi hát với Cát Tường, nếu không có chút tình cảm thì tôi không thể trình diễn ngọt ngào như vậy. Tuy nhiên ngoài đời tôi và Tường xem nhau là anh em, anh nói. Nam diễn viên khẳng định nụ hôn của anh dành cho Cát Tường không phản cảm mà có chút tình thực sự khi song ca cùng bạn gái cũ. Liên hệ với Cát Tường nhưng nữ diễn viên từ chối trả lời vì đang quay chương trình. Trung Dũng Cát Tường từng học chung tại Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố. Theo lời kể của Cát Tường, cả hai từng được may mối nhưng không thành, vì thế bộ đôi không chọn yêu nhau mà trở thành anh em bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. MC còn khuyên đàn anh nên bớt khó tính trong cuộc sống để tìm bạn đời hơn. MC Bạn Muốn Hẹn Hò thừa nhận chị từng có nhiều sai lầm trong quá khứ, tuy nhiên chị biết cách xử lý và tìm lại sự cân bằng của cuộc sống bằng sự tỉnh táo và thẳng thắn.